cưới nè. Có một cái tên luôn được xếp ở những thứ hạng cao nhất, đó là Thanh Nhã, chàng trai trẻ tuổi nhất tại đấu trường sinh tồn mùa xuân năm 2020, khi là nỗi khiếp sợ cho bất cứ ai chung trận với anh chàng này. MP3 không phải là một đối thủ quá xứng tầm với Bốc. Tiếp tục tấn công đó Thanh Nhã, AK sấy là quá đau. Tôi tên Phạm Nguyễn Thanh Nhã, bên đây in game ốc Thanh Nhã. Năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi, tôi đến từ đội tuyển Bốc Gaming. Tôi bắt đầu chơi game vào tháng 9 năm 2016, đến nay cũng gần được 2 năm. Tầm tháng 6 chuẩn bị tới giải đấu trường sinh tồn 2019. Bóng tem còn thiếu người và mình thấy được vẫn trong bên sau của Thanh Nhã là sau này sẽ là một vận động viên tiềm năng, cho nên mình đồng ý về việc Thanh Nhã sẽ về tem Hiệp Vinh Free Fire và hiện tại là Bóc Gaming mình. Thanh Nhã là người đầu tiên có những bị điểm hạ gục. Hai người anh em làm sao mà mở được chiếc hộp quá cứng này, đặc biệt là khi chiếc hộp này bây giờ còn có một con quỷ dữ ở trong nữa cơ. Thanh Nhã vốn dĩ là một vận động viên có tiềm năng, và cũng giống như cái việc mà bóng đá thì có Lionel Messi thì FIFA Việt Nam cũng có Thanh Nhã. Họ vốn có thiên phú và sinh ra để là dành cho em. Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Nhã lại được gọi là thần đồng. Đây là một người mà thực sự là toàn diện về kỹ năng cá nhân ở thời điểm hiện tại. Thanh Nhã là một người nhỏ tuổi nhất trong team. Tuy vậy thì kỹ năng và tư duy của Nhã không hề kém cạnh một người nào ở trong team cả. Nhã có cái ưu điểm là ở trong tất cả các trận đấu thì Nhã luôn có cái tự tin, và đó cũng chính là cái khuyết điểm của Nhã. Có quá nhiều ngôi sao sáng rất nhanh rồi sau đó lụi tàn. Thì Thanh Nhã có cải thiện được mình trong thời gian tới hay không, hay cứ tiếp tục vẫn chỉ là mang danh thiên tài thôi? Đó là những câu trả lời mà sau này chúng ta mới có thể có được. Trong game có nhiều người gọi tôi là thần đồng, tôi rất là vui và áp lực vì để được xứng danh thần đồng. Mà tất cả kỹ năng game thủ chuyên nghiệp nào có thì tôi đã luyện tập rất là vất vả. Một ngày tôi phải luyện tập 6 đến 7 tiếng mỗi ngày. Tại đấu trường sinh tồn 2019 là cú trượt chân mà khiến em buồn nhất. Buồn à? Và có nhiều kỷ niệm. Cái lúc mà em mất đi chức vô địch đúng không? Dạ. Sau đấy thì em có suy nghĩ gì không? Em có suy nghĩ chắc là bỏ game. Bố mẹ tôi muốn tôi có một công việc ổn định. Tuy nhiên niềm đam mê của tôi là Free Fire. Tôi muốn trở thành một game thủ Free Fire chân chính. Và tôi đã xin bố mẹ tôi 2 năm để thể hiện bản thân. Áp lực của tôi hiện tại là thoát khỏi cái mác thần đồng và trở thành một siêu sao thật sự của Free Fire. Mục tiêu của tôi và team trong đấu trường sinh tồn mùa xuân năm 2020 là vô địch. Đó là câu trả lời tốt nhất của tôi dành cho gia đình. Đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020 diễn ra vào ngày 29 tháng 3 trực tiếp trên các kênh sóng của Ghana Free Fire. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu esports đỉnh cao.